mạnh, không có sao hết. Mình lên lấy bành dội á, không có sao hết, quệ cũng vậy. Em chỉ đi. Tập trung vào những quả nào hồng bọt luôn đi, đúng không? Mất mình mất ba những quả rồi. Tụi này đó là gõ không ăn nó được. Trừ ra là ở trên xôm xuống ăn nó, chứ gõ là nó lên lấy hết. Tay nó lẹ lắm, đúng không? Thank you.
Đúng không? Đánh phải có bản lĩnh chút xíu. Hay xong rồi.
cố gắng.